Thưa quý vị, tại Honduras từng ghi nhận nhiều vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà tù. Hôm 20 tháng 6, một vụ việc tương tự lại xảy đến khi cảnh sát Honduras cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ ở Tamara, cách thủ đô Tegucigalpa của nước này 25 km về phía bắc. Theo người phát ngôn cảnh sát Edgardo Barahona, bạo loạn xảy ra tại nhà tù Centro Femenino de Adaptación Social, hiện đang giam giữ khoảng 900 tù nhân. Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 41 người thiệt mạng, trong đó hầu hết bị bỏng nặng hoặc trúng đạn. Hiện chưa rõ liệu tất cả những người thiệt mạng có phải là tù nhân hay không. Truyền thông địa phương dẫn lời một nhân chứng cho biết rằng các tù nhân thuộc băng đảng Barrio 18 đã xông vào một khu phòng giam và bắn hoặc phóng hỏa các tù nhân tại đây. Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết cuộc bạo loạn đã được lên kế hoạch chi tiết và nhấn mạnh sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để ổn định tình hình sau vụ việc. Rất đông người thân của các tù nhân lo lắng, tức giận tập trung bên ngoài nhà tù. Chúng tôi muốn biết ai còn sống, vì họ cũng là con người, là gia đình của chúng tôi. Chúng tôi muốn thấy họ, muốn biết họ đang ra sao. Nếu tất cả đều im lặng, chúng tôi biết làm gì đây? Cũng im lặng ư? Không, chúng tôi muốn câu trả lời. Thứ trưởng Bộ An ninh Honduras Julissa Villanueva cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn với tình trạng bạo loạn nhà tù, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai ngay lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội để xử lý vụ việc.